Xin chào mọi người, hôm nay bên Azuro sẽ giới thiệu tới mọi người về một phần mềm là ATSG. Thì đối với những anh em mà mới làm sức tự động thì mình chưa có kinh nghiệm và chưa quen với cái việc mình thao lắp và mình chưa hiểu về cái cách quy trình và cách thao hộp số như nào, thì cái phần mềm ATSG này nó sẽ giúp mọi người mình tra cứu được các cái quy trình thao lắp, các cái thông số tiêu chuẩn để mình chẩn đoán, mình đo kịp, mình sửa chữa bắt bản và mình có thể là tải thu qua, thậm chí là mình có thể là tra cứu được các cái thông số như là bao nhiêu dầu, và khi mình thay dầu số tự động thì mình xài dầu gì và mình thay như thế nào và bao nhiêu lít thì nó có hết. Thì đây là một cái phần mềm nó được một cái công ty tư nhân ở ngoài á, người ta sẽ tập hợp tất cả các cái dữ liệu lại và người ta viết thành một cái mềm để mình tra cứu. Ngoài ra mọi người có thể dùng các cái tài liệu của hãng để mình tra cứu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người mình cách mình sử dụng cái phần mềm này. Thì mọi người tải cái phần mềm này về, sau rồi mọi người sẽ mở ra và mình sẽ tìm các cái hộp số mà mình mong muốn. Ví dụ như bây giờ là ở đây nó có 3 cái ha. Đồ này thật nè, tức là các cái người ta gọi là thị trường nội địa, import là những thị trường nhập khẩu nè, bulletin là những cái ở đóng hàng á, bulletin là những cái thông báo, những cái thông báo về các cái thông báo kỹ thuật nè, nó sẽ giúp cái người kỹ thuật viên ở đóng hàng á, người ta sẽ làm chính xác hơn, có nghĩa là những cái gì hay lỗi ở trên cái dòng số nè, và những cái thông báo của hàng mẹ nó đưa ra yêu cầu các cái đại lý phải làm theo. Rồi seminar book ha. Thì đối với ba mục này thì nó sẽ nếu mọi người lần đầu tiên mình vào, mọi người cứ vào hết đi để mọi người biết nó là gì, cho mình hiểu hết ba cái mục này, bốn cái mục này nha. Ví dụ như đầu tiên em vào cái mục donated nè, đây nó có những mục này, có hạng là gm là kho nè. À, mọi người thấy ha. Còn bây giờ em sẽ vào cái mục import này thì nó sẽ nhiều hơn. Thì đây nó có nhiều mục ha. Ví dụ em chọn cái hàng là Mercedes-Benz đi. Mọi người tìm cái hàng này ra. Đây, nó nhiều hơn. Thì đây nó có cái hộp số là 722 này, 725 này, 7234 này, 725, 726 này. Ví dụ em vào cái mục là 7226 nha. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cho mọi người. À, đây là cái tài liệu liên quan tới cái hộp số 7226 và là năm bích nha, là năm cấp. Thì mọi người lưu ý cái phần mềm này nó là tiếng Anh, nó không có tiếng Việt, nên là đòi hỏi mọi người phải biết một chút tiếng Anh về hộp số và ô tô để mình đọc nó dễ hiểu. Mọi người thấy ở đây là cảm ơn như mọi người, nếu mọi người đọc được hết tất cả các cái mục lục và đây là cái số trang này, thì cái tài liệu này mọi người nó tất cả là 120 trang. Thì ví dụ mọi người muốn tra cái hoạt động của solenoid nè, có nghĩa là mình muốn biết cái solenoid nào nó hoạt động ở cái số nào, ở tốc độ nào, thì mình vô đây mình xem nè, thì nó là ở trang 13. Mọi người thấy ha, đây nè, mọi người muốn tra điện trở solenoid nè, là solenoid resistor ha, trang mục trang 23. Ví dụ em kéo xuống mục trang 23 nè, đây cái con solenoid, mọi người thấy ở đây nè, ship solenoid ha, thì nó là từ 2.5 đến 6.5 ohm. Đây tiếp tục con này nè, nó là cái ohm nó như vậy, thậm chí là nó sẽ chỉ cho mình ở đây nè, đây là cái dắt điện nè, mọi người thấy ở đây là dắt điện nè, thì cái dắt điện này nó có từ chân 1 rồi tới chân số 12. Thì ở đây nó sẽ liệt kê cho mình, cho mọi người ở đây ha. Ví dụ mọi người muốn tra cái con solenoid nè, 1 1 2 ha, 1 2 nè, rồi sẽ 4 5 ha, ship solenoid nè, đây mình tra đây thì nó ở chân số 10, chân cho mắt mọi người mình nhìn đây ha. Đây là cái mát của con solenoid này. Rồi ví dụ như là solenoid 1 2 đúng không, mọi người nhìn ở đây nó ở đâu, đây là 13 nè, 13 là cái mát của solenoid. Rồi 12 là sensor ground, sensor ground nghĩa là mát của cảm biến.
Rồi cái này là một cho chúng mình một nè, TCC solenoid ground là mass của cái solenoid này. Số 10 nè là mass của cái solenoid shift pressure control ha. Rồi rồi mọi người thấy ở đây là trên số 6 ha, là battery supply pole for all solenoid. Đây là chân nguồn của tất cả solenoid, mọi người hình dung ha. Thì mình ở đây người ta sẽ ghi rất rõ ràng cho mình, cho mình dễ hiểu nè. Đây à, mọi người thấy là TGM terminal nè, có nghĩa là khi mình đo tại giắc TGM á, mình có thể đo tại chân số 13, lộn, mình có thể đo tại chân số 14 và chân số 38. Rồi nếu mà mình đo tại giắc solenoid á, mình đo tại chân số 6 và chân số 13. Thì chân số 13 là người ta ghi là chip solenoid ground control, rồi chân số 6 là chân nguồn solenoid ha. Thì mình đo dùng BB mình đo tại chân số 13 và chân số 6 này thì nó sẽ ra được điểm trợ như vậy. Thì tương tự như các con solenoid khác thì mình cũng đo tương tự như vậy. Thì mình có thể đo tại giắc giắc của hộp số hoặc là giắc của hộp TCM. Đây mình tìm đến vậy ha. Đó là cái cách mình tra. Thì khi mọi người đọc các tài liệu này thì mọi người phải biết một chút tiếng Anh. Thứ hai mọi người phải hiểu về các cái lý thuyết cơ bản về hộp số thì mình mới đọc mình mới dễ hiểu được. Có là nó sẽ giúp mình trả số ha. Mọi người thấy là đây là cái giắc của cái TCM điều khiển hộp số. Còn cái giắc ở dưới này là giắc của cái hộp số ha, giắc mình cắm vào hộp số ha. Thì mọi người thấy là đối với cái tài liệu này á, có mình lướt qua mọi người xem ha. Đây, đây là cái hộp số này nó sẽ giới thiệu mọi người tổng quan về hộp số ha. Tất tần tật và những cái model nào đang xài cái hộp số này. Mọi người nhung ha, đây tất tần tật luôn nha. Rồi tiếp theo ha, là có những cái rất quan trọng ha, mọi người nhìn đây nè. Đây là về cấu tạo hộp số. Thì nó sẽ nói cho mọi người về trong cái hộp số này nó cấu tạo như thế nào, nó gồm bao nhiêu bộ phanh, bao nhiêu bộ bố, rồi các cái ROM, phốt nằm ở đâu ha, tất tần tật. Mạch dầu đi như thế nào, sơ đồ mạch điện như thế nào, rồi biến mô như thế nào ha, rồi mạch thủy lực như thế nào, thông số tiêu chuẩn ở như thế nào, cách mình tháo lắp, cách mình kiểm tra có đầy đủ hết. Em mọi người nhìn thấy à, đây là bảng hoạt động của solenoid này. Ở solenoid này nó sẽ chạy chạy ở chế độ cái điều khiển bằng cách gì? Ví dụ như này nó ghi là B với cấp M ha, nó chạy bằng súng. Người lưu ý ha. Rồi thăm dầu số tự động là cách thăm dầu như thế nào ha, có hết cho mọi người ha. Rút check in ha, rồi si chờ and recommand rút ha. Có nghĩa là đây là nó giúp mình làm sao mình kiểm tra. Mọi người nhìn thấy ha, là ở đây một cái mục này là rút check in ha, có nghĩa là mình kiểm tra dầu và các cái khuyến cáo, quy trình kiểm tra dầu và các khuyến cáo. Thì ở đây nó sẽ có cho mình một cái cây thăm dầu và nó chỉ mình cách kiểm tra như thế nào, rồi mình sẽ xài loại dầu gì và bao nhiêu lít ha. Rồi mọi người thấy đây là bo vị vị van của nó này, nó chỉ mọi người đầy đủ hết ở đây ha. Nên mình lướt sơ sơ quay mọi người ha. Đây là mặt điện này, mặt điện về của hộp số này như nào ha. Rồi tiếp theo là mọi người thấy ở đây là mạ lồi này, các cái mạ lồi hay gặp của dòng hộp số này, mọi người nhìn ở đây ha. Rồi ở đây này mọi người có một cái quan trọng ở đây này, đây là khi anh em tháo vị van ra mọi người rất là sợ về cái viên bi, các cái bi ha, và các cái chi tiết ở bên trong này nó rơi ra và mình không biết nó nằm ở đâu hết. Thì trong tài liệu này nó sẽ chỉ mọi người cụ thể nó nằm ở đâu. Thì mọi người có cái này thì mọi người sẽ không sợ khi mọi người tháo hộp số ha. Rồi tiếp theo ha, nó sẽ chỉ mọi người các cái chi tiết hay các cái kết cấu bên trong ha, để nó hoạt động ha. Nhưng mọi người đây là nó hình, mọi người nhìn ở đây nè, nó sẽ cụ thể mình ha, chỉ mình các cái chi tiết như nào ha. Rồi thứ hai là cách kiểm tra đo đạc như nào, tháo lắp ha. Đây mọi người đây cách kiểm tra này, cách tháo lắp ha nào. À, mọi người thấy ha, nó rất là chi tiết và bài bản. Thì đối với những anh em mới á, thì anh em dùng cái phần mềm này để tra cứu nó sẽ giúp mình làm rất là nhanh. Còn đối với những anh em nào mà làm lâu năm rồi, làm kinh nghiệm rồi, thì anh em đã làm quen thì có thể anh em cần này để em tra cứu
một số thông tin cao hơn, nó là chuyên sâu hơn. Đó nên là đối với những anh em mới vào nghề làm hồ sơ tự động á, thì mọi người nên tải phần mềm này về, rồi mọi người học cách sử dụng nó để mình giúp ích cho cái công việc của mình nó hiệu quả hơn. Và tương tự như là mình quay lại cái phần menu chính này, mọi người thấy đây là các cái dòng xe. Thì mọi người lưu ý đây, cái bản này là bản gọi là bản nhưng kiểu là bản offline á, thì nó không sẽ không đủ hết được các cái dòng xe. Và thì mọi người có thể kết hợp với các cái tài liệu của hãng để mình tra cứu nó được gọi là đầy đủ nhất có thể. Rồi nếu mà anh em nào cần phần mềm này thì mọi người có thể liên hệ bên mình để bên mình sẽ gửi mọi người cái link để mọi người cài nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.